biết xuân này mẹ chưa tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Sao sao nhỉ? Mình hát là quê hương quê em. Ôi nhớ xuân nào thuở chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm riêng. Biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ thương con. Xin đợi ngày mai. Xuất sắc rồi. Ôi hát mà ở ngoài đau tim luôn á. Đau tim luôn. Khuôn tập thì Việt Hoàng hát bài này rất là tốt. À, em hát đầy cảm xúc và làm cho tôi xúc động. Nhưng không hiểu vì sao đêm biểu diễn thì em lại không tìm được cái cảm giác đó. Và em mới cảm thấy rất khó khăn khi mà hát cái bài hát này. Nhất là những đoạn thấp và những đoạn lên cao. Tôi rất tiếc vậy. Hãy cùng đón xem SBTN Voice được phát hình vào lúc 1:30 chiều Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 trên hệ thống truyền hình SBTN. Hãy theo dõi trang Facebook SBTN Voice để được cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình. SBTN.